Vâng xin chào anh chị và các bạn. Và ngày hôm nay thì em xin phép uh, được hướng dẫn anh chị và các bạn uh, hai cái tính năng ở trên phần mềm ACMAN. đó là cái tính năng để tách uh, data cơ sở dữ liệu các năm tài chính và cái tính năng thứ hai đó là cái uh, mục mà có thể copy được cái nghiệp vụ phát sinh từ, từ một cái data sang cái uh, nghiệp vụ phát sinh ở bên data khác. Uh, chúng ta sẽ đi lần lượt vào từng cái uh, nội dung một ạ. cái nội dung đầu tiên thì đó là chính là cái tính năng là tách uh, dữ liệu data. anh chị thực hiện đăng nhập vào phần mềm ACMAN và ở trong cái phần mục hệ thống nó uh, sẽ có cái uh, tính năng đó là tách tách cơ sở dữ liệu khác. đối với cái tính năng này thì hiện tại sẽ anh chị có thể thực hiện được ở trên uh, dữ liệu data offline data offline thì nó sẽ hiện ra cái chức năng này còn đối với dữ liệu online thì cái chức năng này nó sẽ bị ẩn đi và để thực hiện được cái tách cơ sở dữ liệu ở trên data offline Nếu mà anh chị có yêu cầu thì có thể là liên hệ lại với bên bộ phận văn phòng họ sẽ hỗ trợ cho anh chị để tách cái data đó ra còn đối với data offline thì anh chị có thể hoàn toàn tự chủ động để thực hiện cái tính năng này À, ngày trước nếu mà anh chị đã sử dụng phần mềm Acumen lâu từ cái thời bản 6.2 trở về trước thì mỗi một cái data ở một năm tài chính sẽ là tạo một cái data riêng. À, thì đối với dữ liệu của trên phần mềm Acumen 9.1 thì một data thì anh chị có thể là tạo uh, trong cái một uh, trong cái data đó thì nó sẽ có thể lưu trữ được nhiều cái năm tài chính. Ví dụ ở trên cái data em đang mở cho anh chị thì nó đang có dữ liệu từ năm 2018 cho đến năm 2023. Và trong trường hợp anh chị muốn tách data, mình muốn tách dữ liệu từ năm nào thì mình sẽ thực hiện chọn cái năm tài chính đó. Ví dụ anh chị muốn tách dữ liệu của năm 2023 thì anh chị sẽ vào trong cái phần hệ thống và chọn thông tin đơn vị sử dụng. Và sau đó thì sẽ chọn cái năm tài chính là năm 2023 và thực hiện đấm, bấm ghi lại. Sau khi mà anh chị thoát ra rồi thì mình sẽ sang cái phần là tách cơ sở dữ liệu khác. Khi mà anh chị tích vào cái mục này thì sẽ yêu cầu kiểm tra mật khẩu. Thì bên em đang để mật khẩu là một. Anh chị sẽ nhập số 1 ở trên bàn phím và sau đó sẽ ấn chấp nhận. Thì lúc này cơ sở, tách cơ sở dữ liệu khác nó sẽ có tên cái dữ liệu nó sẽ mặc định là có cái chữ năm 2023 cho anh chị. Nó sẽ là bao gồm tên ban đầu và cái năm tài chính mà anh chị muốn tách ra. Đường dẫn xa lưu thì nó cũng sẽ mặc định xa lưu ở trong cái thư mục của D và có chứa cái thư mục ACMEN Data Backup. Backup. Sau đó thì anh chị sẽ ấn chấp nhận. Khi mà anh chị ấn chấp nhận và chờ phần mềm thực hiện cái thao tác tách data thì khi xong thì nó sẽ báo là đã thực hiện xong rồi mình thực hiện ấn Ok thì lúc này trên cái data dữ liệu của anh chị nó sẽ có thêm một cái data mới ban đầu thì cái dữ liệu em chỉ có một cái data ở phía trên và sau khi mà đã tách rồi nó sẽ có thêm một cái data ở phía dưới đó là có cái phần sau đó là năm 2023 ở trong trường hợp mà anh chị muốn tách từ năm 2022 thì anh chị sẽ chọn cái năm tài chính là 2022 và nếu mà trong trường hợp anh chị chọn à, tách từ năm 2022 thì cái data mới tạo ra nó sẽ có 2 năm, đó là năm 22 và 23. Thì sẽ không tách riêng được cái dữ liệu của năm 2022 nếu mà đã có cái năm 2023 rồi. À, anh chị muốn tách từ 2021 thì có thể là chọn năm 2021 rồi ấn ghi lại và sau đó thì thực hiện cái chức năng đó là tách data. lúc này data của anh chị nó sẽ chỉ có một cái năm tài chính đó là năm 2023 thôi anh chị sẽ chọn là sang cái data mới Đã, lúc này thì dữ liệu mới chỉ có một năm tài chính là 2023 đối với những data mà chỉ có một năm tài chính ấy, thì ở trong cái phần nghiệp vụ phát sinh ở trong cái mục ngày tháng ấy, nếu mà chỉ có một năm tài chính thì nó sẽ không hiện cái mục chọn cái chỗ mục năm ở đây để cho anh chị chọn trong trường hợp mà có hai năm tài chính trở lên thì nó sẽ có cái mục đó để cho anh chị chọn năm anh chị muốn làm năm nào thì nó sẽ hiện cái năm đó còn trường hợp chỉ có một năm tài chính thì cái mục đó nó sẽ không hiện lên đây sẽ vào trong cái data cũ nó có nhiều năm thì nó sẽ hiện ra cái mục năm để cho anh chị chọn Và mình muốn xem năm nào thì chọn cái năm đó vì cái phần này thì em cũng muốn giải thích vì có rất nhiều anh chị cũng hỏi về cái phần này trong tuần vừa rồi thì cũng có khoảng độ ba bốn người gọi hỏi về cái phần đó là họ làm nhiều data có những cái data thì có nhiều năm ấy thì ở chỗ này nó có hiện các năm này nhưng có một data nó chỉ có một năm tài chính anh chị mới tạo thôi thì ở trong phần này nó không có thì là đang thắc mắc là tại uh, hai cái phần mềm này nó có khác nhau hay không mà uh, tại sao lại có năm cái có năm cái không có thì đây chính là cái nguyên nhân để nó hiện ra cái phần mục năm để cho anh chị chọn có nghĩa là dữ liệu data của anh chị có từ hai năm tài chính trở lên thì nó sẽ hiện năm tài chính để chọn cái phần đó còn nếu mà có một năm thì mục này nó sẽ không có vì nó đang mặc định đó là dữ liệu của năm 2023 rồi anh chị chỉ có việc chọn lại làm tháng nào và chọn cái dữ liệu của tháng đó thôi đó là cái tính năng tách data dữ liệu thì anh chị uh, trong trường hợp dữ liệu của anh chị có nhiều năm uh, dữ liệu là lớn thì có thể là dùng cái tính năng này tách dữ liệu ra để cho cái dữ liệu uh, có thể giảm bớt cái dung lượng cho nó nhẹ bớt và chuyển sang cái phần tính năng thứ hai đó là sao lưu copy cái nhiệm vụ phát sinh và từ một cái data sang một cái data khác thì để thực hiện cái tính năng này nó sẽ có một số những cái yêu cầu, uh, điều kiện. Thứ nhất trong trường hợp mà anh chị muốn copy cái data. Ví dụ từ một cái data trên này sang cái data dưới này. Thì hai data này điều kiện thứ nhất là nó phải cùng cái, uh, cùng nằm trên một cái server máy chủ. Có nghĩa là ví dụ như là hai data này nó đang ở offline. Nó đang ở phần kết nối máy chủ offline. Thì hai data này là nó phải cùng nằm ở trên kết nối máy chủ offline hoặc là cùng nằm trên cái máy chủ kết nối máy chủ online đó là điều kiện thứ nhất cái điều kiện thứ hai nữa là trong trường hợp là hai nó, hai data nó cùng chung máy chủ rồi nó cùng nằm chung trên một máy chủ nhưng mà điều kiện thứ hai đó là hai cái data này thì các mã các mã đối tượng của các tài khoản nó phải đồng bộ với nhau thì lúc đó anh chị mới thực hiện được À, lưu cái phần nghiệp vụ phát sinh nên nó sẽ có hai cái trường hợp trong trường hợp mà anh chị muốn uh, copy một cái nghiệp vụ phát sinh uh, từ một cái data dữ liệu đã có sẵn rồi sang một cái data trắng Đây, em sẽ tạo ra một cái data trắng Em sẽ tạo thử cho anh chị một cái data trắng và hướng dẫn cách để đồng bộ dữ liệu và copy cái phần nghiệp vụ đó. Giờ em sẽ tạo một cái data trắng. Data này là data tạo, nó không, chưa có cái dữ liệu gì. Data này là chưa có dữ liệu. Thì để copy được phần nghiệp vụ phát sinh từ một cái data có sẵn sang cái data trắng như thế này, thì đầu tiên thì anh chị cũng sẽ phải thực hiện cái mục đó là thiết lập copy dữ liệu để thiết lập được cái phần đó thì anh chị sẽ vào trong cái phần hệ thống và chọn cái tính năng đó là thiết lập copy dữ liệu. Bởi vì dữ liệu này, data này, data trắng, đây là chưa có mã đối tượng và anh chị muốn đồng bộ từ cái đối tượng, từ cái data có sẵn sang data trắng thì anh chị sẽ có thể là thực hiện theo cái hai cái phương pháp. Phương pháp nhanh nhất thì anh chị có thể là vào thiết lập đồng bộ mã uh, danh mục mã. Anh chị sẽ chọn vào phần này anh chị vào phần đồng bộ danh mục mã. À, cái tên database đang sử dụng chính là cái tên đa, cái data mà em vừa mới tạo, nó là data trắng. Và ở cái phần dưới, tên database đồng bộ mã, anh chị muốn cái data này nó đồng bộ với cái mã của cái data nào thì mình sẽ chọn cái data đó. À, ví dụ thì em sẽ muốn đồng bộ với cái danh sách của cái data AC 5 ở phía dưới như thế này. Thì sẽ chọn cái data này. Trường hợp mà muốn chọn cái data khác thì mình sẽ chọn cái data dưới. Sau khi mà anh chị đã chọn xong, thiết lập xong cái phần này thì mình ấn thực hiện là ấn chấp nhận này. Chấp nhận xong thì anh chị sẽ vào trong cái phần kế toán và phần số dư đầu kỳ. Lúc này mình sẽ đồng bộ danh sách mã. Em ví dụ ở cái tài khoản 131. đầu tiên thì anh chị cũng sẽ chọn nhóm. Nếu chưa có nhóm thì mình sẽ thực hiện là tạo nhóm. Sau đó tích vào cái phần đó là nhập danh mục. Sau đó thì sẽ chọn ở cái phần ở phía dưới đó là data đồng bộ. Mình sẽ tích vào cái phần cái data mà anh chị muốn đồng bộ mã đó tích vào đây. ạ. Ở đây là cái danh sách đối tượng tài khoản 1311 ở bên cái data Thăng Long trường hợp anh chị muốn đồng bộ tất cả những cái mã này sang cái data trang kia anh chị sẽ tích vào cái phần select all này đây là nó sẽ là chọn tất cả thay vì mình phải tích từng cái mã một thì mình sẽ tích vào đây thì nó sẽ hiện tất cả nó sẽ tự động tích tất cả tất cả các mã ở trên phần mềm ở trên cái danh sách đó rồi sau đó thì sẽ thực hiện là ấn chấp nhận Sau khi mà em đã nhập danh mục xong rồi thì danh sách khách hàng của cái data cũ nó sẽ tự động chuyển sang data mới. Đấy, anh chị có thể là xem lại cái phần danh sách đó. Đối với những cái tài khoản khác mà anh chị có đăng ký chi tiết có cái danh sách đó thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy. À, ví dụ em sẽ làm tiếp một cái tài khoản. Nó là tài khoản 156. ở trong data cũ của em có cái danh sách của tài khoản 156. Đấy. Đây là tài khoản 131 này, em vừa mới đồng bộ sang bên data mới. Và bây giờ em sẽ làm tiếp một cái tài khoản 156 như thế này. 156 là ở data cũ đang có 427 mã. Thì em sẽ sang ở bên data mới. Hiện tại thì nó đang trắng không. À, anh chị vẫn sẽ thực hiện là chọn nhóm, sau đó tích vào phần nhập danh mục. Chọn tài khoản. Ở phần chọn tài khoản này nếu anh chị muốn chọn từ tài khoản 152 ở trong cái data kia thì anh chị chọn vào đây. Còn nếu không, anh chị sẽ tích vào trong cái mục thằng nào này và vẫn thực hiện là chọn ôn. Sau đó thì ấn chấp nhận. Toàn bộ danh sách mã hàng hóa ở tài khoản 156 nó sẽ được chuyển sang. À, ví dụ trong trường hợp mà chẳng may anh chị có bị uh, xóa mất một cái mã nào đó, em, em ví dụ là em sẽ xóa cái mã số 12 à số 13 như thế này À, nhiều anh chị thì vẫn đang uh, hiểu sai về cái 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 số thứ tự của cái mã đối tượng nhé Ví dụ như anh chị xóa cái mã 13 này sau đó anh chị ẩn thêm mới thì có nhiều anh chị hiểu nhầm là nó sẽ lại thêm cái mã đối tượng là 13 à, nhưng điều đó thì là không phải bởi vì khi mà anh chị đã thêm một cái tích vào cái phần thêm mới và thêm cái mã đối tượng thì nó cái cái số thứ tự ấy nó sẽ nhảy cái số tiếp theo của cái số cuối cùng Ví dụ như là cái ở trong cái danh sách này của anh chị nó đã là cái mã 197 rồi. Thì bây giờ nếu mà anh chị thêm mới một cái mã nữa thì nó sẽ nhảy ra số 198 chứ nó sẽ không nhảy lại cái số 13 của cái mã 13 mà anh chị vừa mới xóa. Và nhiều anh chị vẫn đang hiểu sai ở cái phần đó. Và nếu mà trong trường hợp mà anh chị đang có hai cái data mã nó đồng bộ nhau mà chẳng may mình bị mất một cái vô tình mình xóa đi chẳng hạn Mất một cái mã 13 như thế này. Mà anh chị muốn có thể là khôi phục lại được cái mã đó. Thì anh chị vẫn thực hiện ở trong cái phần nhập danh mục. Và đồng bộ mã ở bên cái data đã có đấy ạ. Đấy, anh chị mất mã nào thì mình sẽ thực hiện chọn cái mã đó. Đấy, ví dụ là em đang bị mất mã 13 này. Em sẽ chọn đúng vậy cái mã 13 này thôi. Sau đó ấn chấp nhận thì cái data bị uh, mất cái mã đó nó sẽ tự khôi phục lại được cái mã đối tượng đó đó là cách để uh, khôi phục lại được cái mã đối tượng mà anh chị bị xóa có thể là bị xóa nhầm à, đây là cái phương pháp thứ nhất để anh chị có thể là đồng bộ cái danh sách mã còn có một cách nữa đó là anh chị có thể vào trong cái phần data cũ thực hiện bằng cách đó là mình sẽ xuất excel và import bằng cái file excel đó À, ví dụ trong trường hợp là anh chị sẽ vào phần số dư đầu kỳ và mình sẽ xuất ra cái file Excel như thế này. Ở cái phần này thì bên em vẫn hướng dẫn khách hàng. Ví dụ trong trường hợp mà anh chị à, à, trước mình đang theo dõi ở trên một cái phần mềm khác hoặc là mình theo dõi ở trên file Excel mà mình muốn à, sử dụng phần mềm ACMan lần đầu ấy muốn import danh sách cái mã hàng đó mà không cần phải nhập lại từng mã thì mình có thể dùng theo cái phương pháp như thế này. Là mình có file Excel. Xuất ra file Excel sau đó thì mình sẽ thực hiện là nhập import ngược lại vào cái data. Thì anh chị vẫn chọn nhóm như thế này. sau đó thì mình sẽ thực hiện cái tính năng là nhập Excel. Thì đối với cái tính năng này, ở bên em cũng có một cái video hướng dẫn chi tiết rồi anh chị có thể là xem lại cái video đó và nhập excel để đồng bộ đó là hai cách để đồng bộ uh, dữ liệu à, các đối tượng của các tài khoản à, sau khi mà anh chị đã đồng bộ xong rồi thì mình sẽ thực hiện cái uh, tính năng đó là copy cái phần nghiệp vụ phát sinh à, lúc nãy thì em mới hướng dẫn anh chị là phần uh, thiết lập đồng bộ danh mục mã thôi còn sang cái phần tiếp theo, đó là phần thiết lập uh, copy dữ liệu. Anh chị vẫn vào mục này. À, sau đó thì sẽ sang cái mục đó là copy dữ liệu. Và lưu ý giúp em hai cái tính năng này thì nó sẽ ngược nhau. Đối với cái tính năng đồng bộ mã, danh mục mã như thế này thì anh chị sẽ đăng nhập vào cái data trắng hoặc là cái data mà anh chị muốn đồng bộ để thực hiện cái tính năng thiết lập cái copy còn nếu một trong trường hợp anh chị muốn copy cái nghiệp vụ phát sinh từ cái data có sẵn sang cái data trắng thì mình sẽ đăng nhập vào cái data có sẵn đó đây, đây là cái data dữ liệu mà em đã có sẵn rồi em đã nhập có các năm tài chính đây đây là cái data có sẵn thì để thiết lập copy dữ liệu đó thì mình sẽ vào trong cái data có sẵn dữ liệu này à, thiết lập copy dữ liệu anh chị sẽ tích vào đây thì lúc này cái tên data đang sử dụng thì nó sẽ là data cũ và cái tên data nhận cái dữ liệu nó chính là cái data mới Em sẽ thoát ra vào lại để nó nhận được cái data mới kia. Đây, đây là cái data cũ này. Và phần thiết lập và anh chọn chị chọn đây. Nó sẽ có cái data này là data trắng em mới tạo này. Copy dữ liệu từ cái data thăng long sang cái data AC như thế này thì mình sẽ thiết lập một copy dữ liệu và thông tin thiết lập như thế này là ok. Sau đó thì mình sẽ ấn chấp nhận. Khi mà anh chị đã thiết lập xong rồi, thì mình sẽ vào trong cái phần nghiệp vụ phát sinh của cái data dữ liệu đó, mình sẽ copy. À, ví dụ là lúc nãy em đang đồng bộ cái tài khoản 131 và tài khoản 156, em sẽ copy những cái nghiệp vụ của tài, hai cái tài khoản đó, nó đã được đồng bộ rồi thì em có thể copy được. Còn tài khoản nào mà chưa đồng bộ thì copy nó sẽ báo là lỗi chưa đồng bộ. Đây, ví dụ như em thử năm 2022 này. Và phần này thì nó đang có cái tài khoản uh, sử dụng tài khoản 511. Em sẽ đồng bộ thêm uh, tài khoản 511 nữa. tài khoản năm một bây giờ em sẽ thực hiện cái cái mục đó là copy nghiệp vụ phát sinh Đấy, anh chị muốn copy nghiệp vụ nào thì mình sẽ chọn ở trong cái phần nghiệp vụ đó nó có cái mục đó là bảng bảng x như thế này ạ. Ở trường hợp mà anh chị không hiện ra cái mục cái cột x này thì mình sẽ vào cái phần chức năng khác tích vào cái ô ẩn hiện mình sẽ muốn hiện ra những cái cột nào mình sẽ chọn vào cái cột đó. là ví dụ như cột x này, nếu mà em bỏ tích đi thì nó sẽ bị mất. Dạ, khi mà em bỏ tích đi thì nó sẽ bị mất này. Em sẽ tích lại. Được, tích lại thì cái cột x này nó sẽ sang. Đấy, anh chị muốn copy nghiệp vụ nào thì mình sẽ tích vào trong cái cột uh, uh, cái này thì sẽ thực hiện là từng dòng Mình sẽ copy cái phần nghiệp vụ đó vào. Đấy, ví dụ có hai cái nghiệp vụ này, anh chị sẽ tích vào đây. Đấy, sau đó thì tích vào cái mục uh, chức năng khác và chọn copy dữ liệu sang data khác. Sau đó thì nó sẽ báo là có thực hiện không. Mình sẽ ấn chấp nhận. Sau khi mời anh chị cóp xong thì mình có thể vào lại cái data. Data trắng để kiểm tra. Đã, nó sẽ sang cái phần nghiệp vụ phát sinh đây. bởi vì hiện tại là em chỉ đang đồng bộ tài khoản 131 này, 511 và tài khoản à 156 cho nên là khi mà anh chị đã đồng bộ tài khoản nào thì anh chị copy được cái tài khoản đó bởi vì mã nó đồng bộ với nhau rồi thì nó sẽ sang. Nó sẽ sang hai vào đây sau đó thực hiện là copy dữ liệu sang data khác sau đó mở cái data đó nó sẽ sang được cái phần nghiệp vụ thu tiền này Và như vậy để sử dụng được cái tính năng này thì anh chị cần phải đồng bộ nhất là các mã của các tài khoản nó phải đồng bộ với nhau và thứ hai đó là cả hai cái data nó phải cùng trên một hệ thống máy chủ thì anh chị hoàn toàn có thể sử dụng được cái tính năng đó là copy phần nghiệp vụ phát sinh à, thay vì mình phải nhập lại bằng tay ở trên cái data kia thì anh chị có thể copy cái phần nghiệp vụ phát sinh à, đã có ở trên cái data à, đó sang cái data còn lại mình có thể là sử dụng cái phần tính năng như thế này đó là hai cái tính năng mà hôm nay em muốn uh, giới thiệu đến anh chị. À, sau đây thì em xin chuyển sang phần tiếp theo đó là giải đáp những vướng mắc uh, của anh chị ở trong tuần vừa qua. À, nếu mà anh chị có câu hỏi uh, thì có thể là mở mic và đặt câu hỏi. À, ở trong mục hệ thống này anh chị lưu ý giúp em một chút nhé là có nhiều doanh nghiệp ấy là họ có mục đó là họ thay đổi tên giám đốc thì trên phần mềm ACMan nếu mà trong trường hợp mà anh chị muốn thay đổi thông tin nhân sự ký duyệt em muốn chị muốn thay đổi cái thông tin cái nhân sự ký duyệt ở cái phần này thì lưu ý giúp em thì phải vào sửa ở trong cái mục đó là thông tin đơn vị sử dụng và một cái mục người báo cáo khi mà anh chị sửa ở cái phần này thì nó sẽ tự động thay đổi ở phần uh, thông tin nhân sự ký duyệt nếu mà anh chị vào trực tiếp ở trong cái phần này sửa thì nó sẽ không nhận đâu ạ. đây ví dụ em sửa ở phần này. khi mà anh chị sửa ở đây thì nó sẽ không nhận. Đấy, bởi vì bản chất là cái tên này nó sẽ lấy từ cái mục thông tin đơn vị sử dụng. cho nên anh chị có thay đổi thông tin người đại diện thì sẽ sửa thực hiện là sửa ở cái phần người ký báo cáo. À, phần này em hướng dẫn là cũng có trường hợp họ hỏi em về cái à, phần muốn đổi thông tin của giám đốc ở khi mà anh chị xuất sổ sách báo cáo ấy là muốn sửa lại cái thông tin đó thì nhiều người vào luôn trong cái phần thông tin nhân sự ký duyệt để sửa nhưng mà nó không nhận cho nên là anh chị sửa cái phần đó thì à, người ký báo cáo ấy thì mình sẽ sửa ở trong cái phần này sửa xong thì anh chị thực hiện bấm ghi lại thì ở phần thông tin nhân sự ký duyệt nó cũng sẽ thay đổi. Còn đối với những cái trường hợp mà chức vụ khác thì mình có thể sửa trực tiếp ở đây. Riêng đối với phần giám đốc thì mình sẽ phải vào sửa ở phần người kỳ báo cáo.